Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chính thức yêu cầu thành phố kiên trì thực hiện giãn cách xã hội, giảm tối đa lượng người ra đường. Từng hộ gia đình ký cam kết không ra đường khi không có việc cần thiết. Theo đó, yêu cầu các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố phải chủ động lên kế hoạch đánh giá các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ tạm để có kịch bản phương án phòng chống dịch chủ động tổ chức kiểm soát dịch chặt chẽ từ gốc tới từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình. Toàn thành phố tổ chức triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết không ra đường khi không có việc cần thiết. Hiện thực hóa phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Bên cạnh đó, bằng mọi giải pháp giảm số người ra đường, đảm bảo yêu cầu ai ở đâu, ở yên đó. Trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra giám sát từ các ngõ phố kiểm tra lưu động trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phương án sản xuất an toàn cấp và sử dụng giấy đi đường